Phở của anh chị ngon lắm, lần sau tôi sẽ quay lại. Cảm ơn anh chị. Em ơi. Gì ạ? Tới giờ đi đón con rồi, một mình em có làm được không? Anh đi đón thằng bé. Vâng, anh đi đi, chắc cũng sắp hết khách rồi, em làm cú cũng được. Phở của tôi xong chưa chị ơi? Có rồi đây ạ. Con vào ăn cơm với ông bà đi, bà ra quán phụ mẹ con dọn hàng cái đã. Vâng ạ. Ơ, cô ấy đã dọn xong hàng rồi cơ à? Mà cô ấy đi đâu rồi? Đúng thế rồi, mấy năm nay cô ấy làm gì có được bộ váy đẹp đẽ nào, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong quán phở. Mình có nên mua nó hay không? Số tiền cũng không nhỏ. Sao hôm nay anh về muộn thế? À, bởi vì anh phải đi mua cái này đây. Em mở ra xem đi. À, chiếc váy này. Mấy hôm trước, anh gặp em đang đứng trước cửa tiệm ngắm nhìn chiếc váy quên cả trời đất. Em rất thích nó đúng không? Em... Anh xin lỗi, từ ngày chúng ta cưới nhau đến nay, chỉ vì cuộc sống cơm áo gạo tiền mà anh ít quan tâm đến em. Anh quên mất, em cũng là người phụ nữ, cũng thích váy áo đẹp và rất nhiều điều khác nữa. Anh làm em bất ngờ quá à. Nhưng mà em qua đó không phải để ngắm chiếc váy này đâu. Thế em đứng đó làm gì? Thật ra là em ngắm chiếc máy khâu trong đó. Hóa ra là em ngắm chiếc máy may à? Dạ, thật ra là em có một ước muốn định làm từ lâu rồi, là có thể tự tay may cho hai cha con và ông bà những bộ quần áo mới. Nhưng mà anh thấy đó, vợ chồng mình cả ngày ở quán phở bận rộn là thế, thời gian chăm sóc cho con cũng eo hẹp. Cả anh nữa, anh cũng cần những bộ quần áo tươm tất để ra ngoài chứ. Cảm ơn em. Cảm ơn gì chứ, để em đi thử váy cho anh xem nha. Đẹp quá, chắc là vừa anh à.